Đây là con dê, tiếng Anh đọc là Goat. 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 Đây là tiếng kêu của con dê. Đây là con bò đực, tiếng Anh đọc là Bull. 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 Đây là tiếng con bò đực kêu. Đây là con bê, tiếng Anh đọc là Calf. 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 Đây là tiếng con bê kêu. Đây là con trâu, tiếng Anh đọc là Buffalo. 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 Đây là tiếng con trâu kêu. Đây là con ngỗng, tiếng Anh đọc là Goose. 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 Đây là tiếng con ngỗng kêu. Đây là con ngựa, tiếng Anh đọc là Horse. 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 Đây là tiếng con ngựa kêu.